xưa khi thiên sứ loan tin Ave Maria, hãy vui mừng Thiên Chúa thương ở cùng. Vinh phúc cho bà tràn đầy ơn đức Thiên Chúa thương đến. Đấng bà sẽ sinh ra là con Chúa chi tôn quyền năng. Ngày mai lúc 13 tháng 10 và vào lúc 18 giờ, họ Văn Côi cùng chị em giới hiền mẫu họ mừng kính bổn mạng. Xin kính mời cộng đoàn và quý chức tham dự. Thứ hai ngày mùng 7 tháng 10, họ Văn Côi và lúc 18 giờ, thánh lễ cầu cho các linh hồn tại đất thánh. Xin quý cộng đoàn sắp xếp tham dự. Từ ngày thứ ba mùng 8 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10, lúc 19:30 tại thánh đường giáo xứ sẽ có buổi cầu nguyện lần chuỗi Mân Côi và chầu thánh thể. Xin xem cụ thể lịch sinh hoạt qua các thông tin của giáo xứ. Ban văn hóa giáo dục trân trọng thông báo đến quý phụ huynh và các sinh viên về việc khen thưởng tân khoa và tân sinh viên như sau. Trong năm học 2023-2024, trường hợp trúng tuyển đại học hoặc cao đẳng năm học 2024, xin nộp giấy nhập học hoặc thẻ sinh viên. Ban văn hóa sẽ nhận từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 tại văn phòng ban hành giáo, sẽ không nhận trễ hơn. Lưu ý, chỉ nhận bản photo. Kính thưa cộng đoàn nơi thánh đài giáo họ, để hiệp dương thánh lễ Chúa Nhật 27 thường niên, cũng là ngày Chúa Nhật đầu tiên của tháng 10, tháng Mân Côi, Giáo hội Công giáo Việt Nam mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Vào ngày Chúa Nhật này,
nhằm nhắc nhở con cái mình hãy quý chuộng việc lần chuỗi mân côi và hãy sốt sáng cầu nguyện với chuỗi hạt, không chỉ trong tháng 10 này mà còn trong suốt cuộc đời chúng ta. Việc lần chuỗi mân côi là cách cầu nguyện vừa dễ dàng vừa hiệu quả. Nhờ kinh mân côi mà nhiều người được ơn hoán cải, ơn căn tân đời sống và nhiều ơn phúc về phần xác cũng như phần hồn. Có lẽ chính mỗi người chúng ta cũng đã ít nhiều cảm nhận được sự diệu kỳ của lời kinh này. Kinh mân côi thật sự rất cần thiết cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Chính Đức Mẹ khi hiện ra ở Fatima cũng cầm chuỗi hạt mân côi trên tay và khuyên các trẻ hãy siêng năng lần hạt mân côi. Mẹ cũng tự xưng mình là nữ vương đất thánh mân côi. Sứ điệp mà mẹ Maria mang đến cho nhân loại, đặc biệt cho những người Kitô hữu chúng ta, khi hiện ra tại Fatima, nói rõ rằng hãy siêng năng lần hạt mân côi, cải thiện đời sống và tôn sùng mẫu tâm, để chúng ta và nhiều người khác được hưởng ơn cứu độ và phúc lành của Thiên Chúa. Cùng với mẹ mân côi, trong thánh lễ chiều nay, chúng ta hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp bổn mạng của Liên Tổ Sống Đạo năm 11 và 11A giáo họ Mông Triều, mừng kính Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Ngài đã trở nên vị thánh vĩ đại trong giáo hội với con đường bé nhỏ, qua những việc tầm thường nhưng với tình yêu phi thường dành cho Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời thánh nhân bầu cử và đổ tràn ơn Chúa trên Liên Tổ Sống Đạo, để mỗi người, mỗi gia đình vui lòng chấp nhận mọi hoàn cảnh sống hiện tại, vui cũng như buồn, vừa ý hay trái ý, và dâng tất cả hy sinh, cầu nguyện với trọn tình yêu lên Chúa, để cho nhiều người tin theo Chúa. Xin cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân còn sống cũng như đã qua đời, luôn được sống an bình trong ơn nghĩa Chúa và tình thân với mọi người. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ, giáo họ và Liên Tổ Sống Đạo chúng ta. Trong tháng mân côi này, biết sốt sáng dâng lên Đức Mẹ nhiều đóa hoa tràng hạt mân côi. Với tâm tình đó, chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng thánh lễ. Kính mời cộng đoàn đứng hướng về đoàn. Thank you.
Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Trong thánh lễ này, chúng ta cùng với các gia đình cầu nguyện cho linh hồn Maria dỗ 2 năm, Gioan Bautista dỗ 28 năm, linh hồn Đa Minh 1 năm, Giuse 5 năm và Phêrô 14 năm. Cầu nguyện cho ông Đa Minh Nguyễn Văn Viết dỗ 50 năm, bà Maria Nguyễn Thị Mơ 32 năm và ông Mây. Ông Mikael Phạm Đình Tường dỗ 2 năm. Cũng cầu nguyện cho bà Rosa Nguyễn Thị Ngọc nhân ngày dỗ 100 ngày, cho ông Matthew Nguyễn Văn Thủy 36 năm, ông Giuse Nguyễn Văn Chính 13 năm, ông Giuse Nguyễn Văn Đông dỗ 4 năm, linh hồn Phêrô dỗ 14 năm và các linh hồn Đa Minh, Maria, Phêrô và Anna nhân ngày dỗ. Cùng cầu nguyện cho linh hồn Maria, Giuse, Anna, Teresa, Marta, Phêrô, Gioan, Đa Minh, Francisco, Xavier, ông chủ Bernardo, Nguyễn Mạnh Hùng, ông Đa Minh, Trần Hoàng Vũ và Maria Đỗ Thị Tự, ông Đa Minh Lê Đăng Hiền, bà Maria Trần Thị Hiệp, bà Maria Trần Thị Liên, ông Giuse Nguyễn Khắc Khương, ông Phêrô Vũ Văn Thấm, ông Giuse Vũ Đức Hải, bà Maria Nguyễn Thị Dẻo, bà Maria Nguyễn Thị Khuyên. Cầu nguyện cho bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các linh hồn và các thai nhi. Cùng với các gia đình, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thánh Martin. Cùng với giáo họ Bông Triều, cầu nguyện cho các ân nhân và các thành viên còn sống cũng như đã qua đời. Cùng với các gia đình xin ơn bình an, khỏe mạnh, công việc được làm được ổn định, khám bệnh được mọi sự bình an, cho bé Bảo Trâm và Bảo Bảo Trân và Bảo Ngọc được mong khỏe mạnh. Xin cho mẹ và bé được khỏe mạnh, bình an. Cách đặc biệt hôm nay chúng ta vui mừng cùng với các tổ sống đạo 5, 10 và 11A mừng lễ Quan Thầy. Và cũng trong thánh lễ này, chúng ta cùng với cha Giuse Vũ Văn Lâm dâng lời tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Và trong những ngày tới, Ngài sẽ chuẩn bị để đi du học bên nước ngoài. Và chúng ta cũng hiệp ý với Ngài trong thánh lễ này để tạ ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn và nhất là phong dân hành trình cuộc đời linh mục cho mẹ Maria là mẹ của các linh mục. Giờ đây chúng ta khiêm nhường xin Chúa ơn tha thứ tội lỗi trước khi cử hành thánh lễ. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hôi. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến để kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu đứng Chúa Cha để chuyên cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, cho người thiện tâm. Chúng con là người Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con tạm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua.
cho chúng con biên tận Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đồ ơn thanh đầy lòng chúng con để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thẩm gia và nhờ lời thanh mẫu Maria chuyên cầu. Chúa cùng cho chúng con được sống lại hiền vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hiệp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chức sắc công vụ tông đồ. Sau khi Đức Giêsu được rước lên trời, các tông đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, En-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Bartolomeo, Matthew, Gia-cô-bê con ông An-phê, Simon thuộc nhóm nhiệt thần và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giê-xu và với anh em của Đức Giê-xu. Đó là lời Chúa. Làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, thì
Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay lễ kính trọng thể Đức Mẹ Maria mừng tôi. Có một câu hỏi con muốn đặt ra, đó là nếu mà đi ngoài đường thì đâu là dấu hiệu dễ nhận ra người Công giáo nhất? Có phải là có việc làm dấu, rồi cũng có phải là có việc ít chửi thề hơn những người khác không? Có lẽ có, nhưng mà con thấy dễ nhận thấy nhất đó là cổ tràng hạt ở trên cổ hoặc là trên tay mỗi người. Cái đấy còn dễ nhận ra những người là thuộc Công giáo chúng ta. Nhưng mà đeo cổ tràng hạt như vậy thì có ý nghĩa gì? Có người bảo để trang trí cho đẹp. Cũng đúng, bởi vì có những cổ tràng hạt bằng gỗ, bằng nhựa, bằng thủy tinh lóng lánh rất là đẹp. Có cổ bằng vàng, bằng bạc nữa. Nhưng mà chính vì sự trang trí đấy mà cũng là một phần để giúp chúng ta nhận ra là người Công giáo. Nhưng mà có lẽ sâu xa hơn, đó là việc để chúng ta cầu nguyện với chuỗi kinh mừng côi. Bởi vì với cỗ tràng hạt trên tay, chúng ta rất là dễ thuận tiện để chúng ta cầu nguyện, luôn sẵn sàng khi một mình, hoặc là khi với cộng đoàn, hoặc là khi đi đường hay là ở trên giường bệnh, chúng ta rất dễ cầu nguyện. Và khi cầu nguyện thì có nhiều mục đích khác nhau. Và việc khi mà chúng ta mua
hay tặng cho con cái của mình một cỗ tràng hạt thì có phải là một phần chúng ta dễ khuyến khích con cái mình đền hạt, nhưng đằng sau ấy có phải là một sự phó thác con cái của mình để cho Chúa và Đức Mẹ gìn giữ con cái của mình không? Khi họ còn bé thì con cũng đeo tràng hạt, và chúng ta dễ thấy là khi mà đi vào trong bóng tối, không hiểu sao con có một cỗ tràng hạt ấy, thì nó an tâm hơn là không có cái gì trên người. Và việc đeo cỗ tràng hạt để được Đức Mẹ và Chúa gìn giữ bảo vệ, hay là việc lần hạt mân côi để được bảo vệ, là có trong lịch sử của giáo hội. Vào thế kỷ thứ 12, Thánh Đa Minh đã được Đức Mẹ hiện ra để ban cho cỗ tràng hạt mân côi như một thứ vũ khí thiêng liêng để giúp cho việc cầu nguyện, nên đã chặn đứng được làn sóng lạc giáo Abidjan ở miền nam nước Pháp đang đe dọa tiêu diệt hội thánh. Rồi dưới triều Đức Thánh Cha Pio thứ 5, cũng nhờ phép lần hạt mân côi mà hội thánh một lần nữa chặn được làn sóng xâm lược của quân Hồi giáo tại vịnh Lê Băng vào đầu thế kỷ thứ 16. Nhưng làm sao những hạt gỗ nhỏ vô tri như vậy được kết bởi một sợi dây có thể bảo vệ chúng ta được? Chắc chắn đó không phải là sự những cái thứ vật chất, nhưng đằng sau đó, đó là niềm tin tưởng vào tình thương của Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Chính niềm tin ấy giúp chúng ta đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng giúp bảo vệ và che chở mỗi người chúng ta. Có lần Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng có ví von tràng hạt mân côi như những viên đá nhỏ của vua David trong trận đánh với Goliath, với cái dây thừng là ná và một viên đá. Một viên đá nhỏ như thế làm sao có thể giết được tên Goliath khổng lồ nếu không phải là nhờ sức mạnh của Thiên Chúa? Và cỗ tràng hạt cũng chả có giá trị gì nếu chúng ta không có niềm tin vào sự hiện diện của Chúa và Mẹ luôn ở bên mỗi người chúng ta. Và giống như khi mà lần hạt thì mỗi người chúng ta, công giáo chúng ta tin rằng có sự hiện diện của Đức Mẹ cùng cầu nguyện với chúng ta để có được sức mạnh, giống như là các tông đồ ở trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe. Trong khi sợ hãi người Do Thái thì các ông cùng cầu nguyện với Mẹ Maria, và nhờ đó mà cũng tránh được sự sợ hãi. Có Chúa ở cùng tôi thì tôi còn sợ gì ai nữa? Và đấy là cũng một cách của các tổ sống đạo của giáo xứ chúng ta, khi mà mỗi khi lần hạt thì thường hay kiệu Đức Mẹ về với tổ sống đạo, về với gia đình của mình, như là niềm tin vào sự hiện diện của Mẹ ở trong gia đình và trong tổ sống đạo. Và sự bảo vệ của Đức Mẹ rất đơn sơ. Có một lần, có lẽ kinh nghiệm cầu nguyện với Chúa Mân Côi của con không bằng quý ông bà anh chị em đâu, nhưng mà có một lần con nghe câu chuyện của một anh khoảng 50 tuổi thôi, bị đột quỵ và bị tai biến nhẹ đó. Và khi mà vợ gọi xe để chở anh đi thì anh chỉ kịp nói với vợ của mình là lấy cho tôi cỗ tràng hạt ở trên đầu giường mang theo. Và khi trở về lành bệnh thì anh đấy ở Bắc Hải, và khi nói chuyện với con thì anh cứ khăng khăng khẳng định là nhờ cái cỗ tràng hạt đấy mà Mẹ đã cứu anh, đã cho anh được khỏe mạnh. Và từ đó cho đến ngày hôm nay thì ngày nào anh cũng hứa là lần hạt không dưới 2 chuỗi. Một niềm tin rất là đơn sơ như vậy. Và thật sự trong lời kinh mân côi, việc cầu nguyện với kinh mân côi không chỉ bảo vệ chúng ta trong đời sống thường ngày, nhưng có lẽ còn bảo vệ chúng ta ở trong đời sống thiêng liêng nữa. Chắc hẳn ở đây có nhiều người đã nhờ Chúa kinh mân côi mà chống được cám dỗ đi nhậu, không ạ? Có ai nhắn giơ tay không ạ? Hoặc là nhờ Chúa kinh mân côi mà bớt nói hành nói xấu người khác được một tí nào không? Chắc có. Rồi ngay cả các thời chúng con cũng có khi nghe là nhờ Chúa kinh mân côi mà bảo vệ được đời sống trong sạch của mình, chống trả được các cơn cám dỗ của ma quỷ, đặc biệt là để bảo vệ đức khiết tịnh cũng có. Và đấy, chính nhờ việc lần hạt và Chúa kinh mân côi mà chúng ta được Đức Mẹ, sự hiện diện của Đức Mẹ và Chúa che chở bảo vệ.
Và đặc biệt trong tháng 10 này là tháng dành riêng để cổ võ việc lần hạt mân côi. Đặc biệt trong ngày Chủ nhật hôm nay, Chủ nhật mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, một lần nữa chúng ta cùng tôn vinh Mẹ Mân Côi, đồng thời nhắc nhở chúng ta về sức mạnh và giá trị của việc cầu nguyện với Kinh Mân Côi với chàng hạt trên tay. Con và quý ông bà chị em là những kẻ tội lỗi, là những thụ tạo yếu hèn như những hạt mân côi bằng gỗ vô tri kia. Nhưng nhờ liên kết với Mẹ Maria và Chúa Giêsu như dây liên kết với các hạt mân côi, chúng ta được bảo vệ, được sức mạnh để chiến thắng trong những ngày tháng còn phải long đong lận đận dưới thế này. Nhờ niềm tin vào sự hiện diện của Mẹ Maria, người có phúc nhất trong các phụ nữ, và Chúa Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ. Đặc biệt như Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giêsu, bà liên tổ sống đạo năm 11 và 11A chọn làm quan thầy hôm nay, Ngài cũng là rất là sùng kính Đức Mẹ. Và đối với mẹ, với Thánh Nữ Teresa thì Đức Mẹ là một bà đẹp. Và với Kinh, Ngài nói là với Kinh Mân Côi thì người tín hữu công giáo xin gì cùng Thiên Chúa, Ngài cũng nhận lời. Và Kinh Mân Côi giống như một sâu xích dài nối trời với đất. Một đầu xích nằm trong tay chúng ta, còn đầu kia nằm trong tay Đức Trinh Nữ Maria. Đó là lời kinh đơn sơ nhưng tràn đầy sức mạnh. Con và quý ông bà chị em có thể cùng cầu nguyện với Mẹ Maria rất dễ dàng, lúc đi làm, trước khi đi ngủ, trên xe, mọi nơi mọi lúc, và ngay cả khi ở trên giường bệnh, và đặc biệt là trong giờ lâm tử, chắc chắn luôn có Mẹ và Chúa đồng hành với mỗi người chúng ta, hiện diện và bảo vệ mỗi người chúng ta. Amen. Kính đứng Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, trên bà tan sang xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha khen tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, anh chị em rất thân mến, qua việc suy gẫm và cầu nguyện với Kinh Mân Côi, Mẹ Maria dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu và uốn nắn chúng ta sống các mầu nhiệm của con mẹ, để chúng ta ngày càng kết hiệp mật thiết với Chúa hơn. Nhờ lời mẹ truyền cầu và trong tâm tình yêu mến mẹ, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời nguyện xin. Xin cho mỗi tàn phần dân Chúa biết siêng năng cầu nguyện với Kinh Mân Côi, để nhờ chiêm ngắm các màu nhiễm cuộc đời Chúa Kitô, chúng ta ngày càng tỏa lan vẻ đẹp thân thiện của Thiên Chúa. Chúa nhận lời chúng con. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Francisco, xin cho thượng hội đồng thế giới về hiệp hành, biết lắng nghe và đối thoại ở mọi cấp độ, và biết để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến những vùng ngoại vi của thế giới. Chúa nhầm lời chúng con. Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ,
xin cho phẩm giá và vai trò của người nữ được nhìn nhận và tôn trọng tất cả các nền văn hóa trên thế giới và luật pháp quốc gia. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta siêng năng lần hạt mân côi để nhờ mẹ cầu bầu gia đình ngày càng thêm thanh thiện, yêu thương và hiệp nhất. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Giữa lòng hội thánh, tôi sẽ là tình yêu. Xin cho chúng ta cách riêng cho mọi thành phần liên tổ sống đạo năm 11 và 11A, giao họ mong chịu. Quý vị ân nhân luôn được tràn đầy hồng ân Chúa, biết nói gương thánh nữ Teresa, quyết tâm nên thánh bằng việc chu toàn bôn phận hàng ngày với lòng bên Chúa và can đảm hiến dâng mọi khổ đau lên Chúa vì ơn cứu độ của tha nhân. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho chúng con biết đến với mẹ để được mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu là nguồn ơn cứu độ và mọi phúc lành, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Yeah.
Lạy Chúa, xin biên đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này, và giúp chúng con biên để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời con mồn Chúa, hầu đang hưởng những phúc lòng người đã hứa ban. Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính nhớ mẹ Maria mân côi, chúng con cùng ca ngợi, chúng tung và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mẹ Maria đã thụ thai con mồn Chúa và đã chiêu giải vào thế gian ánh sáng vinh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quân cùng với các thần xuân bên đồng hân hoan chung tùng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Đức Giám Mục Gioan, chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ,
Xin cho đến các tôi tới Chúa là các linh hồn mà chúng con dâng lễ cầu nguyện hôm nay, cũng như các tín hữu thuộc về cộng đoàn này mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã bị trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Sau đây đại diện Liên Tổ Sông Đạo Sứ Du Xe. Kính thưa cha mới Du Xe cùng quý thầy sứ, kính thưa quý tu sĩ, quý chức, ban điều hành họ Mông Triệu, quý giới, quý hội đoàn, cùng toàn thể cộng đoàn đang hiện diện nơi đây. Được sự hướng dẫn và cho phép của cha chánh sứ, ban điều hành Liên Tổ Sông Đạo chúng con hân hoan mừng tổ chức mừng lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là quan thầy của Tổ Sống Đạo 5, 11 và 11A giáo họ Mông Triệu. Con xin được thay mặt cho Cộng đoàn Liên Tổ Sống Đạo mừng quan thầy hôm nay. Xin dâng lên quý cha, quý thầy sứ, quý chức cùng toàn thể quý cộng đoàn tâm tình cảm mến và tri ân của chúng con. Kính thưa cha chánh sứ, Cộng đoàn Liên Tổ chúng con thật là vui mừng và hạnh phúc khi nhận Thánh Quan Thầy là Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu. Để qua Ngài, chúng con học được các nhân đức của Thánh Nữ mà cải thiện đời sống của chúng con. Trong tâm tình cảm mến và tri ân, chúng con xin dâng lên Cha lời cảm ơn sâu sắc. Cha đã dành thời gian quý báu để hiện diện và dâng thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con hôm nay.
Nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của Đức Maria, Thánh cả Giuse và Thánh Quan Thầy ban cho cha hồn an sắc mạnh và tràn đầy thánh đức. Xin cha nhận tấm lòng biết ơn của chúng con. Kính thưa quý cha mới, sự hiện diện của quý cha trong thánh lễ này giúp chúng con cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu của Chúa dành cho chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm ơn sự quan tâm, lời cầu nguyện và sự đồng hành hết sức quý báu này. Xin Chúa qua đôi bàn tay từ mẫu của mẹ Maria ban muôn ơn lành hồn xác trên cha. Kính thưa quý thầy sứ, được sự ủy thác của cha chánh sứ, thầy đã giúp chúng con chia sẻ lời Chúa và tĩnh tâm cho cộng đoàn chúng con, để chúng con chuẩn bị tâm hồn cho xứng hợp. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho thầy luôn được mạnh khỏe, tràn đầy thánh thần, để thầy luôn kiên vững trong ơn gọi mà thầy đã chọn. Kính thưa các quý tu sĩ và quý cộng đoàn, vì tình hiệp thông và yêu mến, quý vị đã hiện diện trong thánh lễ này để cầu nguyện cho liên tổ sống đạo chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành và ban muôn ơn lành hồn xác trên quý vị, để quý vị tiếp tục dùng khả năng của mình mà làm sáng danh Chúa. Chúng con xin được cảm ơn. Và giờ đây, chúng con xin dâng lên cha chánh sứ, cha mới, những cánh hoa tươi thắm, biểu trưng cho tâm tình cảm mến và tri ân của chúng con. Xin quý cha thương nhận tấm lòng biết ơn sâu xa và tâm tình thảo hiếu của cộng đoàn chúng con. Suy gẫm các mầu nhiệm của Chúa trong tháng mừng côi này. Vậy con xin trao lại cái đóa hoa hồng này cho ban điều hành tổ, ban điều hành giáo họ, và xin ban điều hành giáo họ lát nữa sẽ trao tượng trưng cho mỗi tổ sông đạo một cành hoa hồng, như là một cái lời cầu chúc cảm ơn và nhất là lời khích lệ để các tổ sông đạo chúng ta sẽ sống mầu nhiệm hoa hồng, mầu nhiệm kinh mừng côi. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.